vị và các bạn, trong 2 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và lễ hội xuân 2015. Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tăng cường triển khai việc thực hiện tới các cơ quan, đơn vị thành viên, các địa phương trong toàn tỉnh, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 vừa qua, toàn tỉnh xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm bị thương 2 người. So với Tết Nguyên đán năm 2014, số vụ tai nạn giao thông giảm đến 8 vụ, giảm 5 người chết và 5 người bị thương. Sau Tết Nguyên đán, tình hình trật tự an toàn giao thông như đã dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, vì đây là thời điểm trên địa bàn cả nước nói chung và Tây Ninh nói riêng diễn ra các hoạt động lễ hội đầu xuân, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và nội thị tăng cao. Tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu bia, chất kích thích tăng cao, dễ xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, lễ hội Xuân Núi Bà, lễ Vía Đức Chí Tôn của Tôn giáo Cao Đài Tây Ninh. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản xử lý trên 12.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ trên 7.000 phương tiện các loại, tước có thời hạn trên 3.000 giấy phép lái xe, thu nộp kho bạc nhà nước trên 14 tỷ đồng. Trong 2 tháng đầu năm, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 46 người. So với cùng kỳ năm 2014, giảm 5 vụ, giảm 5 người chết và tăng 2 người bị thương. Trước tình hình vi phạm pháp luật về an toàn giao thông còn diễn ra khá phổ biến, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải còn nhiều hạn chế. Sự phối hợp giữa các lực lượng tuần tra kiểm soát chưa chặt chẽ, nhất là tình trạng xe khách chạy dù, chạy không đúng luồng tuyến, xe chở hàng quá dễ cháy nổ, xe không được cấp phép vẫn hoạt động vận tải khách. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu các địa phương cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm và có ngay những giải pháp giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới. Hiện tại, tai nạn giao thông đã giảm nhưng chưa mang tính bền vững. Vì vậy, các cấp ngành địa phương cần quyết liệt hơn nữa các giải pháp đồng bộ, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo an toàn giao thông, nhất là giao thông nông thôn. Đặc biệt, triển khai quyết liệt chủ đề năm an toàn giao thông 2015, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện. Khẩu hiệu hành động, tính mạng con người là trên hết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã công bố kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên phạm vi toàn quốc. Đây là chương trình vô cùng quan trọng góp phần thực hiện thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ do Liên Hiệp Quốc phát động. Kế hoạch này được triển khai với mục tiêu nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em. Thông điệp chính của chương trình hành động được đưa ra đó là đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ. Cũng theo kế hoạch này, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 4 năm 2015, lực lượng chức năng sẽ tiến hành tuyên truyền nhắc nhở tại các trường học, phê bình giáo viên, cán bộ học sinh vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm. Từ ngày 10 tháng 4 năm 2015, các lực lượng liên quan tổ chức ngày cao điểm, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, tập trung vào khu vực xung quanh trường học. Sau đó duy trì theo kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo ông Khuất Diệt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, hàng năm, toàn quốc có khoảng 1.900 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông, trong đó có tới 50% do không đội mũ bảo hiểm. Điều này có nghĩa hàng nghìn tiếng cười của trẻ thơ mãi mãi không bao giờ quay trở lại với chúng ta. Là những người làm cha, làm mẹ, nếu chúng ta không vô tâm, sẽ không có những điều đáng tiếc xảy ra. Hiện nay, theo Nghị định 171 của Chính phủ quy định, trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe gắn máy bắt buộc đội mũ bảo hiểm cài quai đúng quy cách. Nếu người điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách cho trẻ em ngồi trên xe từ 6 tuổi trở lên sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Tuy nhiên, một số phụ huynh dù biết có quy định phạt nhưng vẫn cố tình vi phạm và thực trạng không đội mũ bảo hiểm cho trẻ vẫn đang xảy ra ở rất nhiều điểm trường trên địa bàn tỉnh. Do đó, để nâng cao ý thức của người dân về việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông, từ ngày 10 tháng 4 năm 2015,
lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh sẽ tuần tra kiểm soát và xử lý những trường hợp vi phạm quy định này. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung giải thích ý nghĩa một số biển báo thường gặp khi tham gia giao thông. Thứ ba là nhóm biển hiệu lệnh. Cách nhận biết như sau: nhóm biển hiệu lệnh đa số có dạng hình tròn, trừ biển số 310 là hình chữ nhật, nền màu xanh lam, trừ biển số 310 nền màu trắng. Trên nền có hình vẽ màu trắng đặc trưng cho hiệu lệnh, nhằm báo cho người sử dụng đường biết hiệu lệnh phải thi hành. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số biển hiệu lệnh thường gặp. Biển số 301A, B, C, D, E, F, H, I có tên là hướng đi phải theo. Biển này có hiệu lực bắt buộc các loại xe phương tiện, cơ giới và thô sơ phải đi theo hướng mũi tên chỉ trên biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Cụ thể, biển số 301A, khi gặp biển này thì các xe chỉ được đi thẳng. Biển số 301B, khi gặp biển này thì các xe chỉ được rẽ phải. Biển số 301C, khi gặp biển này thì các xe chỉ được rẽ trái. Biển số 301D, khi gặp biển này thì các xe chỉ được rẽ phải. Biển số 301E, khi gặp biển này thì các xe chỉ được rẽ trái. Biển số 301F, khi gặp biển này thì các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải. Biển số 301H, khi gặp biển này thì các xe chỉ được đi thẳng, rẽ trái và quay đầu. Biển số 301Y, khi gặp biển này thì các xe chỉ được rẽ trái, rẽ phải và quay đầu. Biển số 302AB có tên là hướng phải đi dòng chướng ngại vật. Biển này để báo cho các loại phương tiện, cơ giới và thô sơ hướng đi để qua một chướng ngại vật về phía bên phải biển số 302A hoặc bên trái biển số 302B. Biển số 303 có tên là nơi giao nhau chạy theo dòng xuyến. Khi gặp biển này thì các loại phương tiện, cơ giới và thô sơ phải chạy dòng theo đảo an toàn ở các ngã ba, ngã tư theo hướng mũi tên chỉ. Biển số 305 có tên là đường dành cho người đi bộ. Biển này để báo đường dành riêng cho người đi bộ. Các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả xe được ưu tiên theo quy định, không được đi vào, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo an toàn cho người đi bộ. Biển số 306 có tên là tốc độ tối thiểu cho phép. Khi gặp biển này thì tất cả các loại xe cơ giới không được chạy với tốc độ nhỏ hơn tốc độ ghi trên biển, tính bằng km trên giờ. Biển số 307 có tên là hết hạn chế tốc độ tối thiểu. Biển này để báo hiệu hết hạn chế tốc độ tối thiểu. Các xe được phép chạy chậm hơn trị số ghi trên biển, nhưng không được gây cản trở cho các phương tiện khác. Biển số 309 có tên là ấn còi. Biển này để báo hiệu các phương tiện khi đi đến vị trí đặt biển phải ấn còi. Biển thường đặt trước đường có khúc ngoặt gấp hoặc đèo dựng đứng mà tầm nhìn bị hạn chế. Chương trình An toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.